Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting. Hotline tư vấn 1800 06223. Website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tử Vi và cuộc sống của Trung tâm Đào tạo Marketing Online Duy Anh Web. Tử Vi phương Đông luôn chứa đựng những bí ẩn về số mệnh của mỗi tuổi trong lục thập hoa giáp. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu, năm 2021 nam mạng bạn sẽ được bật mí những ẩn số về tình duyên, công danh, sức khỏe, tuổi hợp, tháng tốt cùng với những diễn biến hung cắt xảy ra qua từng tháng trong năm Tân Sửu. Bên cạnh đó, người ta cũng tiên liệu được những hạn khó khăn để có những biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để từ đó có một năm thành công, tài lộc may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng sinh năm 1969. Kỷ Dậu, 53 tuổi nam mạng sanh từ 17 tháng 2 năm 1969 đến 5 tháng 2 năm 1970, tướng tinh, con thỏ, con rồng, huỳnh đế, quan lộc. Một tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng mạng, đại trạch thổ đất nhà lớn sao, thái âm, tốt, may mắn, phúc lộc tốt hạn, diêm vương, bệnh đường máu huyết vận niên, hầu thực quả, tốt thiên can, kỷ gặp tân, bình hòa, thuận thành địa chi, dậu gặp sửu, tam hợp tam tai, tình cảm không được tốt, công việc khó khăn xuất hành, ngày mùng 1 Tết, 3 giờ tới 7 giờ sáng giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần, đi về hướng tây nam để đón hỷ thần luận. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2021 nam mạng, về sao hạn một. Xem tử vi Kỷ Dậu 2021 nam mạng, về sao chiếu mạng sao, thái âm thủy tinh, năm 2021 nếu nam mạng được sao thái dương chiếu mệnh thì cuộc sống chủ về may mắn, thuận lợi, thường được bạn bè giúp đỡ về tiền bạc bởi đây còn được gọi là tài tinh. Đặc biệt, nam giới chưa lập gia đình được sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp được tình duyên kỳ ngộ mà có vợ trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, tốt nhất vào tháng 9 âm lịch. Thái âm rực rỡ cung hằng tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành tháng 10, 11 hạn hành tránh 2 tháng ấy mới lành bản thân. Hai xem tử vi tuổi Kỷ Dậu, năm 2021 nam mạng về hạn tuổi hạn, diêm vương xấu, diêm vương thừa kiện kỵ ngay phải phòng mà giữ động giày văn thư. Đầu năm khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Dịch nghĩa, hạn diêm vương tốt cho công việc kinh doanh, buôn bán thì chủ về có tài, có lộc. Ngược lại, hạn này thì kỵ việc thứ kiện, vợ chồng của cải hao tốn. Nếu gặp hạn này trong năm 2021 thì nên tìm phương pháp hóa giải ảnh hưởng xấu và lập kế hoạch nhằm tận dụng triệt để tác động tốt. Ba luận tử vi tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm 2021 về tứ trụ thiên hao, địa lợi, năm Tân Sửu, công việc kinh doanh làm ăn của quý bạn tuổi Kỷ Dậu nam mạng không được thuận lợi, hao tài tốn của, có thể mất việc. Luôn có kẻ phá hoại, cản trở, mưu sự việc gì cũng khó thành. Tình cảm của thành viên gia đạo trong năm tương đối tốt. Sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật dẫn tới hư hao. Công việc hoặc học hành trở ngại, bản thân hoặc gia đạo đón nhiều việc vui mừng. Bốn luận tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Dậu nam mạng về vận niên hầu thực quả. Năm 2021 người nào được gặp vận niên hầu thực quả, khi ăn quả thì chắc chắn sẽ có một năm nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Cụ thể con đường công doanh được thuận lợi, đạt được nhiều mục tiêu mặc cho có kẻ gièm pha gây rối, những chuyện từng gặp khó nay cũng có thể giải quyết dứt điểm. Kinh doanh buôn bán hay khoa bảng cũng đạt được nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, cần chú ý chuyện tình cảm có thể xảy ra ghen tuông, nghi kỵ không đáng có. Năm xem tử vi tuổi Kỷ Dậu, năm 2021 về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Kỷ Dậu, quý ông nên dùng màu trắng để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu vàng chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều, kết luận về mặt sao hạn. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu nam mạng trong năm Tân Sửu gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn. Khi ra ngoài làm việc gì quý bạn cũng được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên trong năm cẩn thận sau lưng có kẻ phá hoại công việc hoặc cuộc sống gia đình. Luận tử vi Kỷ Dậu 2021 nam mạng về sao chiếu theo năm một. Xem tử vi Kỷ Dậu nam mạng 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định, Tang Môn, Phi Liêm, Lưu Hà, Quan Đới, bộ sao chủ về có chuyện buồn trong gia đạo hoặc trong họ hàng, bạn bè, anh em. Hai xem tử vi nam Kỷ Dậu năm 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định, Thiên Quan, Phượng Cát, Giải Thần, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Mộ, Bạch Hổ, ý nghĩa của bộ sao này là quý bạn ra ngoài có lộc đưa tới. Tuy nhiên sức khỏe của quý bạn trong năm ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Ba tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Dậu nam mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định, Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Tử, bộ sao này chủ về tình cảm của các thành viên trong gia đạo không được tốt, hoặc có chuyện buồn đưa tới. Bốn tử vi tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm 2021 tại cung tam hợp có các sao cố định, Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Bệnh, Thanh Long, Tuế Phá, Thiên Hư, Thai, bộ sao ý nghĩa quý bạn chú ý di chuyển xe cộ hết sức cẩn thận, không nên suy nghĩ nhiều. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 1800 06223. Website duyanhweb.edu.vn.
Kết luận, xem tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng năm 2021 có nhiều chuyện buồn trong gia đạo đưa tới. Có người trong nhà đau ốm bệnh tật lâu ngày khó qua khỏi. Công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, có kẻ phá hoại. Tình cảm của thành viên trong gia đạo gặp nhiều biến động và khi ra ngoài chú xe cộ di chuyển cẩn thận. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng 1 về phương diện công việc, ngoại giao đây không phải là năm thuận cho công việc ngoại giao của quý bạn sinh năm 1969 nam mạng. Những mối quan hệ trong công việc làm ăn, anh em bạn bè không tốt, gặp nhiều bất lợi. 2. Về phương diện tài chính trong năm Tân Sửu, quý bạn có sự chi tiêu nhiều trong công việc làm ăn cũng như trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra tiền bạc kiếm ra trong năm cũng không được thuận lợi như mong muốn. 3. Về phương diện gia đạo tình cảm của các thành viên giữa vợ chồng con cái, ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, đôi khi có những bất đồng về quan điểm dẫn tới những giận dỗi, tuy nhiên giận không lâu, mọi bất đồng đều được giải quyết nhanh chóng. 4. Về phương diện sức khỏe, trong năm quý bạn chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già, hoặc các bệnh huyết áp không được tốt. Kết luận, trong năm Tân Sửu 2021 đối với quý bạn tuổi Kỷ Dậu sức khỏe không được tốt. Điều này ảnh hưởng phần nào tới hiệu quả công việc trong năm. Bên cạnh đó gia đạo có chuyện buồn đưa tới. Phương pháp giải hạn tử vi Kỷ Dậu, nam mạng 2021 một cúng sao giải hạn sao Thái Âm tuổi Kỷ Dậu, nam mạng năm 2021 gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch. Nên cúng vào lúc 19 giờ tới 21 giờ, thắp 7 ngọn đèn lại về hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh Quân. Rồi khấn cung thỉnh thiên đình kết lâu cung đại thánh, tổ diệu nguyệt phu Thái Âm Tinh Quân vị tiền Thái Âm, cửu kiến thập nhất ác không đau cũng cũng mạt, cờ bạc đánh thua 26 lễ vật sắm mùa đèn đốt 7 ngọn, lại đùa hướng Tây 2 sử dụng số điện thoại hợp tuổi đồng thời. Trong năm nay quý bạn nên dùng số điện thoại hợp với tuổi Kỷ Dậu để kích thêm về sức khỏe, làm ăn, tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng. 3. Giải hạn nam Kỷ Dậu 1969 năm 2021 theo tuổi hợp tuổi hợp, hợp với người 162, tuổi 1970, có thể mang đến nhiều may mắn, hanh thông cho cuộc sống của quý bạn. Tuổi Kỷ, người sinh năm 1976, sinh năm 1968 là những tuổi không tốt với tuổi quý bạn bạn, chủ về những điều thị phi. 4. Luận tháng tốt xấu năm Tân Sửu 2021 tháng xấu, tháng 1, tháng 8, âm lịch là các tháng xấu nhất của năm đem lại những thị phi hoặc chuyện buồn. Tháng tốt, tháng 4, tháng 12 âm lịch là các tháng tốt nhất trong năm của quý bạn giúp mọi việc đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu, năm 2021 nam mạng theo tháng 1 xem bói tuổi Kỷ Dậu 2021 nam mạng, vào mùa xuân tháng 1, đầu xuân năm mới bên gia đạo quý bạn tuổi Kỷ Dậu, nam mạng cần chú ý mối quan hệ của thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 2, nhờ được hưởng về âm phần của tổ tiên, nên các công việc của quý bạn trong tháng 2 được thuận lợi, nếu hung sẽ hóa thành cát. Tháng 3, đây là tháng quý bạn có lộc về mặt tiền bạc do được biếu tặng hoặc người khác đưa tới. Bên cạnh đó chú ý sức khỏe không được tốt. 2. Xem vận hạn tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng vào mùa hạ tháng 4. Trong tháng này gia đạo đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin hoặc thêm con thêm cháu trong họ hàng nội tộc. Tháng 5, tháng này thuận lợi cho việc ra ngoài giao thiệp. Nhưng quý bạn lưu ý tình cảm gia đạo tháng này không tốt. Tháng 6, tiền bạc của quý bạn trong tháng này có sự tiêu hao nhiều. Lưu ý vấn đề sức khỏe trong tháng có nhiều vấn đề. 3. Xem vận mệnh tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng vào mùa thu tháng 7, quý bạn ra ngoài trong tháng 7 gặp được nhiều mối làm ăn. Tuy nhiên quý bạn cần chú ý tới lời ăn tiếng nói. Tháng 8, đây là tháng người tuổi Kỷ Dậu, nam mạng không nên đầu tư tiền bạc để phát triển hay mở rộng công việc, bởi tháng này chủ về không tốt. Tháng 9, trong tháng này quý bạn gặp được quý nhân giúp đỡ về các công việc làm ăn. Nhưng gia đạo của quý bạn trong tháng này có thể gặp phải chuyện buồn. 4. Xem tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng vào mùa đông tháng 10, tháng này quý bạn được âm dương phù trợ nên công việc làm ăn kinh doanh đón nhiều thuận lợi và may mắn. Tháng 11, công việc kinh doanh làm ăn trong tháng 11 của quý bạn diễn ra bình thường, không có sự thay đổi hoặc không nên đầu tư nhiều tiền bạc. Tháng nhiều tiền bạc. Tháng 12, tiền bạc của quý bạn có sự hao tán nhiều trong tháng cuối năm. Bên cạnh đó quý bạn có người phá hoại về các công việc. Qua những luận giải tử vi tuổi Kỷ Dậu, năm 2021 nam mạng có lẽ bạn đã nắm bắt được thời vận, hung cát của tuổi mình, đã chuẩn bị được tâm thế để tận dụng thời cơ và lên được kế hoạch chu toàn để xử lý mọi việc ổn thỏa trước những biến cố sắp xảy ra. Đội ngũ thầy phong thủy Duy Tâm Phúc cùng các cộng sự chúc bạn có một năm bình an. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn.